Ngày mai là tròn một tuần trăng tôi ở đây rồi, cho nên tôi xin phép làm hết hôm nay. Mai tôi phải về, sợ đi lâu quá con gái tôi nó trông. Nó lớn vậy chứ nó khờ khạo dữ lắm. Thôi đành chịu vậy thôi, chứ biết sao giờ. Vậy là làm hết hôm nay, ngày mai bà phải về đúng không? Dạ, mong cậu thông cảm nghe. Đây là 100 lượng bạc tôi trả công cho bà, trong thời gian qua đã giúp vợ chồng tôi. 100 lượng bạc? 100 lượng bạc không có nhiều gì đâu, bà đừng có ngại. Bao nhiêu đây hoàn toàn xứng đáng với ba công sức mà bà bỏ ra. Bà cứ nhận đi. Nó có cả một kho bạc, kho châu báu, vậy mà nó cho mình có 100 lượng bạc. Mình cứ tưởng đâu nó sẽ cho mình ít thỏi vàng chứ. Đúng là cái đồ keo kiệt, bủng xỉn. Cũng may mình đã nhanh tay lấy một mớ rồi, chứ không thôi là tức chết. Cúc ơi, Cúc. Cúc ơi là Cúc. Con gái gì mà giờ này còn ngủ nữa, dậy coi. Má, má, má về rồi hả má? Sao má bỏ con đi lâu dữ vậy? Bây giờ má mới về lận, má không thương con nữa hả? Má bỏ con đi, con ở nhà con đói bụng muốn chết luôn. Nè, nín, nín, coi cái gì đi nè. Trời, cái này là sao hả má? Là của mình chứ sao? Của mình hả má? Đúng rồi, má con mình giàu to rồi con ơi. Má con mình giàu rồi.